Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ clip về 8 từ cái random thôi này nhá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ vào ngay từ cái đầu tiên luôn. Let's go. Cho phép mình đội mũ áo và phát lạnh quá, tự nhiên lại run hết người ấy luôn. Chúng mình đang 15 độ, nó đỡ lạnh hơn mấy hôm trước. Bạn nào ở Bắc mình nhớ mắc ấm vào nhá, trời lạnh dã man luôn. À đây ghép một trận rồi này. Sẵn sàng các bạn nè, sẵn sàng ấy, Việt Nam này, sẵn sàng ấy, sẵn sàng các bạn nè. Ok, đủ đấy. Map này map sửa vũ khí mà hôm qua mình chơi vào map này một lần, hôm nay lại một lần nữa. Thì đây sẽ gần sát nhân này, gần sát nhân tim nó sẽ đập nhanh nha. Úi dồi ôi, anh ơi, từ từ vào phá ghế. Sát nhân kia mày kia nó đi đốt giếng phải không? Đấy, đấy phá. Tự nhiên nó nhả. Ôi, sát nhân giờ thằng là làm sao mình máy kia cả. Oh shit. Oh, anh tai em. Ui, lão to thế. Úi dồi ôi, lão to thế. Big brain. Gì đây? Lão to thế. Thằng này Văn Gà à? Dự đoán trước từ hướng đi của mình luôn. Nhìn thôi biết pro player các bạn. Nó đang rượt mình ấy. Nó không dễ buông tha mình như thế đâu. Nó rượt đội mình rất là gắt cao. Ô, nó tha cho mình rồi à? Ok, thank you bạn nhé. Cứu. Ok bạn ơi, thank you. Nãy giờ sửa được có bao nhiêu? chữa trị đi. Nào, pha này mình oánh nhờ mình cứu luôn này. Baby I'm real, baby I'm real, baby I'm real. Tàng ơi. Phèo thế nhở, thằng sát nhân trận này chứ hay thế. Thôi như vậy xong một bảng rồi. Làm cái gì kêu được game này. Ôi dồi ôi. Treo máy à? What? Được anh ơi. Thay em anh em hòa mình. Ơ sao không nhảy được. À! No. Thôi xong rồi, mình ra đi cùng với nó rồi. Sát nhân nhanh thế. Thợ vườn kia nó kiểu treo máy nhở. Đi một chỗ luôn, không di chuyển. Rồi, đủ hiểu luôn bạn ạ. Cứu bạn nè, thằng này gánh tim luôn. Nào. Cái kêu rồi ôi tao lại mày. Shit. Qua chỗ khác. Ok bạn ơi. Rồi thằng này cái tim. Gì vậy? Thôi thôi, có lỗi skill. Thôi xong rồi mình tàn rồi các bạn ạ. Thôi như vậy là chấm dứt. Xong luôn, hẹo luôn. Thêm ván nữa đi. Và mà lấy mình không cống hiến gì được nhiều cả, không sửa được cái máy nào luôn đấy. Mình đã làm thêm ván nữa. Nào, chưa một ván cống hiến nào các bạn. Chưa ván cống hiến các bạn xem nào. Nó sang các bạn này, đừng có mất thời gian nào. Sao sang đi. Sau kia sẵn sàng, một thằng này không sẵn sàng nữa nhở. cay thế nhở, không hiểu luôn. Sang đi. Nào, cầu kia các bạn xem nào. Cố gắng ván này win. Mình mong là gặp đồng đội chơi nó hay hay một chút. Vẫn nắm áp sử vũ khí. Ok. Hai cái tên lửa gần đây à? Tí ra cắt tên lửa luôn. Úi sồi, tí chết. Chứ gì cũng thằng lòng hơn cơ. Chói ghế luôn. Đó đâu? Sau à? Ok. Nào, sửa nhanh thế nào, sửa nhanh lên. Anh xác nhận từ từ nhá, để em ra cứu nó rồi anh dẫn đuổi nhá. Ô, đừng có chặt tao. Tè thôi, tè thôi, tè thôi. Úi trời ơi, thằng kia này bị oánh rồi. Chạy đây, chạy sau này. Chạy đây, không nói đâu. Vào đây. Nó tự cứu rồi. Thôi xong rồi. Phá cái ghế nhanh. Thôi. Em xin cho tay rút lui thôi. Ơ? Treo quá rồi kìa. Xong rồi, sát nhân chơi hay thế. Trận này lại như trận trước rồi. Hôm nay chơi con game này bị điên mẹ. Toàn gặp sát nhân chơi hay thôi. Cả team chán quá. Chịu chết rồi. Ôi, thằng kia chạy đâu kia. Chạy làm gì kia. Lửa cây rồi. Mình biết là mình toang rồi bạn ạ. Ôi ôi bạn ơi, ra cứu mình bạn ơi. Một thằng ra nhử, một thằng ra cứu. Thế là perfect rồi đấy. Sắp đầy thanh rồi. No. Ôi giời, đầy thanh rồi, nó chạy ra. Thôi bỏ luôn, mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo. Hôm nay chơi đen thật, toàn gặp mấy thằng chơi rất là rén luôn. Toàn gặp chơi rén, chơi chán quá. mình cứu người làm rén thì mình cũng chịu thôi, mình cũng chẳng có gì nói luôn. Hôm nay chơi lưỡi đen, chơi dịu đen luôn. Chết rồi, tham ăn cái ngôi sao to bạn. Rồi mình sẽ chuyển qua tựa game tiếp theo, Cut the Rope. Gì đây mất tích luôn này. Nào, ăn ngôi sao đi, ok. Đó, nó phải như thế. Oh, gì đây, không hiểu. Oh yeah. Tôi toang rồi. Tại sao phát đấy lại bỏ ra nhờ? No. À, ok. Đừng. Xong rồi. Tham ăn 3 sao rồi, và cái kết đấy. Okay. Bắt bình luận nữa này phải sử dụng rồi. Xong luôn. Mất tích luôn mà. À, hết trò chơi rồi. Rồi mình trở qua tới cái tiếp theo. Xong luôn, hẹp luôn. No. Gì vậy? Ok. Nice. Rồi chết rồi. Qua màn. Qua màn thôi. Rồi mình trở qua tựa game tiếp theo, mai tôm. Rồi VKC. Giờ sẽ tắm cho nó sạch luôn. Vừa cua cái nhạo ấy đã sạch rồi. Cho ăn một cái bánh mì Pháp. Mình không biết gọi bánh mì gì, nên nhìn giống bánh mì nước Pháp người ta hay ăn. Cho tôi uống cốc cà phê. Cho uống cốc cà phê. Cà phê cho ăn với nước cam. Mình nghĩ là vừa 19 tức là ngon. Chơi game cho vui. À, xếp hình. Ôi, các bạn nhắc cho mình nhá, mình chơi mấy game này kém lắm. Sau có con tròn tròn của Mai Tôm 2 thế này. Được, và cái cuối. À, cái tranh rừng. Ok. Mình sẽ tháo hết cái mảnh này ra cho bạn dễ nhìn nha. Ô, nó ghép thành một đạn này, ngon, được quá nhở. Qua màn, yeah, easy. Một cái tranh Halloween. Nhớ mấy cái lúc kiểu mình ngày xưa mình chơi con game này, cứ chỉ chờ hóng con game này, cái game nó ra cái mini game mới thôi, không mãi. Mà ra thì rất là lâu rồi chứ. Gì đây? Mình ghép cái gì đây? Mình không biết mình ghép gì luôn ở đây. Ủa, dễ dầm đấy nhỉ? Ôi dồi ôi, nhìn nhiều chưa. May là nó có cái mờ mờ để nhìn dễ hơn đấy. Không thì mình mần mà là mần phải hàng tiếng hồ các bạn ạ. Con đường đây, ghép cái tay thỏ này, này là nhà cây đúng không, nhà cây đến đây không phải. Ô, ghép đâu vậy đây đấy. Ghép càng phức tạp hơn mà rất là nhiều mảnh luôn. Vậy à, qua màn bằng tiền rồi, bây giờ mình cho đi ngủ đi, chơi gì xuống có 60% buổi ngủ rồi. Ok, bây giờ mình xin kết thúc video này tới đây nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.